Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Đại Bé Review. Trên tay của mình đây là sản phẩm Galaxy A04s của Samsung. Với cái ngoại hình mới lạ cùng đầy đủ các công nghệ hiện đại nhưng mà mức giá thì cực kỳ phải chăng. Và bên trong chiếc điện thoại này thì có cái gì thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Sản phẩm Samsung Galaxy A04s này thì chúng ta sẽ có 3 màu. Đó là màu đỏ này, màu xanh này và màu đen. Và phụ kiện đi kèm bên trong máy thì chúng ta sẽ vẫn như vậy thôi. Vẫn có sạc, dây sạc và máy. Đó, sẽ không có tai nghe và ốp lưng. Và bây giờ mình sẽ khui hộp cái sản phẩm màu đỏ này nha các bạn nha. Máy đây, phụ kiện đi kèm, dây hướng dẫn, củ sạc này 15W, dây type C, que chọc SIM. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có cái mặt lưng bóng, khung viền và mặt lưng này được thiết kế đồng nhất với nhau, nó sẽ không tách bạch hẳn nhau ra. Và cái cụm camera này thì được thiết kế ở trên một cái khung viền, cụm camera khung viền giống như kiểu Samsung Galaxy A13. Mặt trước của máy thì sẽ là màn hình kiểu giọt nước quen thuộc, cùng với các viền cạnh được tối ưu kích thước, đem đến trải nghiệm sử dụng thoải mái cho người dùng. Trên phiên bản này, máy sẽ được bố trí cụm tăng giảm âm lượng cùng với nút nguồn nằm chung một bên để người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh nút nguồn này, tăng giảm âm lượng này. Bên cạnh đó thì máy cũng sẽ được hỗ trợ công nghệ nhận diện dấu vân tay tích hợp trên nút nguồn. Cái màn hình của cái sản phẩm Galaxy A04s này là một cái tấm nền IPS LCD. Với đó thì độ phân giải của nó là HD cộng 720x1600 pixel. Màn hình tổng thể này có kích thước là 6.5 inch. Và đặc biệt cái điện thoại này, Samsung Galaxy A04s này có cái tần số quét lên đến 90Hz với cái mức giá là 3.990.000 đồng. Nhưng mà Samsung đã trang bị cho cái chiếc điện thoại này đến tận cụm camera tận 3 ống kính. Đó chính là camera xóa phông này, camera chính ở giữa này, và đặc biệt là cái camera thứ 3, đó là camera macro. Và camera trước này là lên tận 5 megapixel. Trong cụm camera này có cái camera chính đến 5 megapixel. Với cái camera trước của máy sẽ là camera selfie 5 megapixel, có hỗ trợ đầy đủ tính năng cao cấp như xóa phông này, làm đẹp này, giúp chúng ta thêm có những bức ảnh thêm lung linh, huyền ảo, đầy nghệ thuật. Về cái hiệu năng của chiếc máy này, chiếc máy này sử dụng con chip Exynos 850 8 nhân 7 của Samsung sản xuất luôn, với tốc độ xung nhịp cao nhất có thể đạt đến là 2 GHz. Vì thế máy hoàn toàn có thể mang lại cho bạn những quá trình sử dụng mượt mà với những cái tác vụ cơ bản hàng ngày như Facebook, Zalo, YouTube. Ngoài con chip Exynos 850 này thì chiếc điện thoại này có một cái bộ nhớ RAM, đó là RAM 4, cùng với sự tối ưu giao diện trên hệ điều hành Android 12 thì sẽ đem lại một cái khả năng mượt mà, hạn chế tình trạng lát ứng dụng này, có nghĩa là bị ao thoát ứng dụng sau một thời gian không sử dụng. Và đặc biệt cùng với cái tần số 90Hz này thì chúng ta lướt rất là nhanh nhẹ nhàng này, rất là mượt mà luôn. Và về pin thì con máy này thì sử dụng pin 5000, đem đến cho các bạn một cái ngày dài sử dụng cho mục đích nghe gọi, liên lạc, xem phim, lướt web, với cái mức giá chỉ 3.990.000 đồng. Lên đến 3 màu lựa chọn này, đem đến một cái diện mạo trẻ trung thời thượng, sử dụng xử lý tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày. Và đây chắc chắn sẽ là một cái chiếc điện thoại rất đáng để mua sắm trong cái phân khúc giá rẻ trong giai đoạn cuối năm 2022 này. Các bạn có nhu cầu mua sắm chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s này thì hãy đến với Thời Rộng hoặc Điện Máy Xanh gần nhất để được tư vấn và miễn phí giao hàng.